đúng là phiền phức thiệt chứ. Dạ mợ Tư nhỏ, thuốc của mợ Tư lớn em để ở đây, khi nào mợ Tư lớn tỉnh mợ cho mợ Tư lớn uống nha mợ. Cái gì? Bộ tao là ở đợi cho chị ta hay sao mày dám sai tao vậy hả? Dạ con có dám đâu, con chỉ mừng theo lệnh của ông thôi. Công nhận chị đóng kịch cũng giỏi ghê á. Tối hôm qua thì mới cùng tình nhân bỏ trốn, bây giờ thì nằm đó mà rên. Mợ Tư lớn bị đánh như vậy, ngồi vậy sao mà nổi được. Thử mợ bị coi. Mày câm, đây là chuyện của chủ cả, mày là đầy tớ ai cho mày xen vô. Nở, em xuống nhà mừng công chuyện đi. Dạ mợ uống thuốc cho mau khỏe nha mợ. Ừ. Gớm thiệt chứ, đúng là cùng thân phận nghèo hèn có khác, bên nhau ghê chứ. Còn cô nữa, cô đi ra ngoài đi, để cho tôi yên. Bộ chị tưởng là tôi khoái ở đây lắm hả? Tại cha biểu cho nên tôi mới vô đây thôi đó. Con là động lực để má tiếp tục sống trong cái nhà này đó. Bởi vậy con phải luôn khỏe mạnh nha. Dạ cô Út, bên ngoài có người đàn ông muốn gặp cô. Người đàn ông? Dạ. Ra đây. Tại sao vậy? Tại sao anh còn dám tới đây kiếm tôi mừng chi chứ? Anh nhớ em tới thăm em thôi, em làm gì mà cáo với anh dữ vậy? Anh còn mặt mũi tới đây kiếm tôi nữa hay sao vậy? Anh biết là anh sai nên anh xin lỗi em. Lúc đó anh bị bỏ bù mê thuốc lú nên mới đối xử tệ bạc với em. Nhưng mà sau khi anh về nhà nằm suy nghĩ lại, anh thấy mình rất nhớ em, không thể sống thiếu em được. Tôi với anh hết rồi, anh đi về đi, đừng có mà mần phiền tôi nữa. Đi đi. Em tuyệt tình như vậy thì đừng trách tôi bạc tình bạc nghĩa. Tôi sẽ nói cho mọi người biết con gái út nhà ông hội đồng có tình nhân bên ngoài, để coi lúc đó gia đình của cô đối diện với người thiên hạ ra sao. Anh dám à? Có chuyện chi mà thằng Thái này không dám mần hả em? Có muốn thử không? Anh đừng quên, tôi với anh là hai giai cấp hoàn toàn khác nhau. Tôi đường đường là con gái của ông hội đồng, giàu có nhất cái xứ này. Còn anh là ai? Anh chỉ là một tên vô danh tiểu tốt thôi. Thử hỏi, lời anh nói thì ai tin? Nếu cậy quyền thế thì tôi có quyền kiện ngược lại anh. Lúc đó anh coi chừng đi tù mọt không? Nếu như tôi tìm đến chỗ chồng cô mừng việc, tôi kể hết sự tình của tôi và cô. Không biết chồng cô nghĩ gì. Một thằng đàn ông mà bị cắm sừng to đùng như vậy, liệu nó sẽ phản ứng ra sao? Anh đừng quên, tôi với anh ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa thôi. Cũng tốt, nếu như vậy thì tôi ly dị, tôi càng thoải mái. Nếu đã vậy thì tôi sẽ phải dùng biện pháp mạnh rồi. Ý của anh là sao chứ? Có điều này có lẽ là em chưa biết. Điều gì? Thật ra thì mỗi lần chúng ta ân ái với nhau, sẽ có một người chứng kiến tất cả sự việc. Nếu tôi kêu người đó ra đối chất và làm chứng cho chuyện tình của chúng ta, thì lúc ấy cô có 3 đầu 6 tay cũng không thoát được sự thật ngoại tình. Anh đang hù tôi đó hả? Trước giờ em có thấy anh hù em bao giờ chưa? Nếu em không tin, anh sẽ cho người đó diễn kiến gia đình em. Thì lúc đó em sẽ ra sao? Một khi anh đã mần việc đó rồi, cũng không thể cứu vãn được đâu. Em có muốn thử không? Anh là đồ tôi, anh dám đối xử với tôi như vậy đó hả? Vỏ quýt dày còn có móng tay nhọn mà cưng. Anh mần vậy cũng chỉ là muốn phòng thân thôi. Nhưng nếu như em đồng ý quay lại với anh, thì anh đâu nỡ mần khó dễ với em đâu. Anh cũng biết bảo vệ danh dự cho gia đình người yêu mình lắm. Thôi được rồi, anh đi về đi, lúc khác tôi sẽ nói chuyện với anh. Cưng đúng là người tình lý tưởng của anh mà. À, mấy ngày qua anh buồn chuyện của em, Anh tiêu xài hết tiền rồi. Em cho anh vay một ít đi. Tôi chỉ còn bấy nhiêu đây thôi. Cầm lấy đi. Ngày mai chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nha. Nhưng nhớ mang nhiều tiền cho anh nha cưng. Anh đi nha. Vừa ngút thấy vậy mà không ngờ cũng trăng qua ghê chứ. Nhưng mà đàn ông cho dù có trăng qua thì tất cả cũng là do con đàn bà lẳng lơ mà ra thôi. Nếu như mà chị ta không quyến rũ á, thì Dượng Út cũng đâu có như vậy đâu. Đúng không cô Út? Tất cả mọi chuyện là chị ta hết chứ còn ai nữa. Ừ, trời, Linh ghê chưa kìa. Mới nhắc cái là tới liền. Kiểu này chết chứ không dám cúng luôn quá. Chị đứng lại. Chị đúng là đồ mặt dày mà. Đã có chồng có con rồi mà còn đi dụ dỗ quyến rũ chồng người khác nữa hả? Nè cô, ăn nói cho đường hoàng nha. Ừ. Chị đâu có tử tế gì đâu mà tôi phải nói chuyện đường hoàng với chị chứ. Ừ. Đã có lỗi rồi mà còn bị đặt cao giọng nữa. Còn cô nhìn lại mình xem cô có gì tốt không mà đi phán xét người khác. Cô, nếu như mà thật sự tôi với chồng cô có tư tình chi với nhau á, thì chúng tôi không có ở đây để cho cô xài xể đâu. Cô là người có học đàng hoàng, ăn nói chi á cũng phải suy nghĩ trước sao. Đừng có để người khác giật dây mình như vậy. Nè, cô đứng lại cho tôi. Cô còn dám lên mặt về đời tôi nữa hả? Cô đứng lại cho tôi. Cô, coi miệng lưỡi của cô ta kìa. Đành đá ghê chưa. Vậy mà ai nói là hiền đâu. Nếu như mà cô Út không cao tay trừng trị ả, coi chừng có ngày mất chồng như chơi đó. Ủa, cậu Tư. Hả? Cậu đi từ trưa hôm qua tới giờ mới về luôn đó hả? Hèn gì. Hôm qua cả nhà trộn rộn quá trời luôn mà không thấy mặt cậu đâu hết. Vụ gì? Có cái gì mà trộn rộn cả nhà dữ vậy? Mà nghĩ cũng ngộ nha. Mỗi lần tôi vắng nhà, tôi không có ở nhà, là ở nhà xảy ra chuyện xào xáo à. Mà thôi, không sao đâu. Cha má cũng xử lý xong hết rồi. Nhắc lại thì cũng không hay đâu. Thà như cậu không biết vậy mà hay. Mà mắc chi không cho tôi hay vậy? Anh đừng có nói lấp la lấp lửng gì nha. Tôi không có ưa mấy cái chuyện đó đâu nha. Thôi được rồi, cậu muốn biết thì tôi sẽ cho cậu hay. Để sau này cậu không có trách tôi là cậu không nói tôi là bưng bít cái chuyện gì hết. Hôm qua vợ của cậu Tư với lại Dượng Út lén lút dắt nhau bỏ trốn. Không chừng tình cũ không đủ cũng tới đó. Cái gì? Tụi nó dám làm cái chuyện động trời như vậy à? Khốn nạn. Dám bỏ nhà theo trai hả? Mình đừng nói cái gì vậy. Nói cái gì? Chẳng phải tối hôm qua cô và thằng người yêu của cô dắt nhau bỏ trốn đúng chưa? Mình không biết gì thì đừng có vu oan cho chúng tôi. Chúng tôi hả? Nghe mùi mẫn ngọt ngào quá ha. Tôi nói cho mình biết, con Phúc nó bị sốt cao, tôi phải ẵm đi gặp thầy Lan. Dượng Út thấy như vậy á, sợ má con tôi đi trong đêm có chuyện chẳng hay nên mới đi theo. Mình không biết gì á thì đừng có mà gieo tiếng ác như vậy chứ. Gieo tiếng ác cái gì? Trong nhà thiếu gì người ở mà cô không kêu đi theo. Tại sao kêu Dượng Út đi chung hả? Có tình ý chứ gì. Muốn dành nhiều thời gian cho nhau đúng không? Tôi hỏi mình, trong cái nhà này má đã ra lệnh là không được ai đi thì ai có ai dám đi theo cùng không? Mình không cảm ơn người ta thì thôi, mình đừng có gieo tiếng ác như vậy. Mình nhau ghê chứ ha. Nếu như còn thương nó, uống gói theo nó đi. Đi ra khỏi nhà tôi. Buông tôi ra. Tôi nói cho mình biết, mình không có quyền sỉ nhục tôi như vậy. Không có quyền sỉ nhục hả? Tôi giết cô. Bỏ ra theo trai nè. Khốn nạn. Tôi giết cô. Khốn nạn. Dám bỏ nhà theo trai hả? Em thấy mình cứ bị hai người đó thông đồng qua mặt hoài à. Em thấy thương mình quá. Em thấy trước mắt Từ Rài Mình nên liệu tính tách hai người đó ra trước đi, rồi về sau tính tiếp. Chỉ cần lửa không gần rơm á thì làm sao mà bén được chứ. Mình thấy có hiệp ý không? Nhiêu đây thôi á hả? Tôi chỉ còn có nhiêu đây thôi à. Nghĩ sao nhiêu đây mà ngăn được cái gì? Anh không lấy thì thôi. Cô giỡn mặt tôi đó hả? Hả? Anh nói gì hả? Anh buông tôi ra. Thả tôi ra. Hôm nay cô dám trả lời tôi hả? Buông ra. Trả lời ra. Trả lời ra. Khốn nạn. Dám mà nói gì hả? Chơi với mày. Cha ơi, má ơi. Cũng may là sáng nay cha bay đi ra ngoài, cho nên ta mới ra đây cho thảnh thơi, chứ nằm hoài trong phòng mệt muốn chết hả. Mà con thấy cha cũng thiệt là bất công. Má thay cha trị cái gia đình này thì bị kết tội, còn hai người bỏ trốn kia thì lại vô tội. Thôi đừng bàn tán mấy chuyện này nữa, càng nhắc càng thấy bực mình hả. À dạ. Mà sáng giờ bà thấy em Phụng đâu không? Dạ con không thấy. Chắc là cô Út đi ra ngoài gặp bạn rồi đó má. Mà con thấy dạo này cô Út hay chưng diện đi ra ngoài lắm đó má. Đừng, bà có chồng rồi mà chưng diện nữa, lại thường hay ra ngoài, người ta thấy được người ta dị nghị chết. Thưa má, con mới về. Bà đi đâu về đó? Con đi ra ngoài mua ít đồ thôi mà má. Cô Út, mặt cô bị sao vậy? Chàng ơi, bày bị sao mà cái mặt bầm tím vậy hả? Con đi đứng không cẩn thận, cho nên con bị té thôi mà má. Nhưng mà cô đi đâu để cho bị té? Má, con vào trong nha. Nè, cái con này nó làm sao vậy cả? Hình như là cô Út có chuyện gì đó giấu mình đó má. Chào Dượng. Anh ba ngồi chơi. Đêm hôm nhà có chuyện, sao tôi không thấy anh và anh ba? Đêm hôm qua thì tôi hơi nhức đầu, nên định bụng mới là uống một chút rượu để cho về ngủ. Ai về đâu, rượu thấm nhanh quá, say lúc nào không hay. Làm một giấc rồi tới sáng luôn, đâu có biết chuyện chi đâu. Vậy là số tôi đen đủi rồi. Chứ hồi hôm mà có anh đứng ra phân xử thì tôi với chị Tư đâu có chịu hàm quan. Chị Ngút nói sao chứ, tôi có biết cái chuyện chi đâu mà đứng ra phân xử chuyện này chuyện nọ. Tôi biết anh ba là người trượng nghĩa, thấu tình đạt lý, nên nếu anh ba nói dùm vài lời á thì cũng có thể xoa dịu bớt những nghi kỵ trong lòng má ít nhiều. Chỉ tiếc là tiếc là tôi say không đúng lúc, phải không? Cũng mong là anh ba say thiệt, chứ mượn cớ say mà hành người ngay, hoặc là nói điều không đạo đức thì hổ mặt đàn ông lắm. Nhưng Hút nói nghe thiệt là khó hiểu á. Tôi có làm gì sai đâu. Ê, Dượng đừng có nói tôi á, là tôi thấy Dượng gặp nạn mà không chịu đứng ra ứng cứu đó nghe. Tôi làm sao mà có ý đó, chứ anh nói sao thì tôi thật tin vậy. Chứ tôi biết lòng có ngai, dầu người đời không thấu, chứ trời Phật cũng hay mà. Dượng Út nói trúng ý của tôi á. Vậy là sau này có người hiệp ý cùng với tôi bàn chuyện thế sự rồi. Cô lại bị té nữa hả? Hey, cô đâu phải là con nít đâu, mà sao cứ té sưng mặt hoài vậy? Tôi thấy hình như cô có chuyện gì giấu mọi người phải không? Anh đừng có mà truy xét người ta. Anh cũng có hơn gì tôi đâu, bày đặt ra với xét tôi nữa chứ. Tôi chỉ quan tâm cô thôi. Nếu tôi với cô chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, tôi tra xét cô mần chi cho nó mệt. Anh biết vậy hả? Vậy thì cũng tốt. Nhưng mà dù gì á, cô cũng là thân phận đàn bà yếu đuối. Nếu có chuyện gì khó khăn á thì cứ tâm sự với mọi người, rồi người ta có thể giúp đỡ cô. Chứ khư khư ôm một mình á sẽ khổ cái thân đó. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lồi ra thôi. Ôi, má đây, má đây. Ôi, má đây. Ôi, con ngoan nha, ngoan nha. Ôi, má đây. Nín đi nè. Con ngoan. Nè, thím Tư, thím biết đẻ thì mừng ơn dỗ nó nín giùm tôi cái. Để nó khóc hoài làm nhức hết cả đầu nè. Con nít nó khóc, cái chuyện này thì đâu có ai muốn đâu. Thì thím cũng phải biết dỗ nó chứ. Chứ để nó khóc om sòm tối ngày như vậy, ai mà chịu cho được. Nếu mà chị sinh con á, chị cũng sẽ gặp cảnh như em thôi. Hay quá ha. Ý là thím nói tôi biết đẻ chứ gì. Dạ không, ý của em không phải như vậy. Ý của em muốn nói là ai mà có con nít thì cũng sẽ chịu cảnh như vậy thôi. Nói không biết sửa mà còn giống cái họng lên cãi lại nữa hả? Đừng có thứ vô học à. Cầm lấy. Phải vậy, dễ thương hơn không? Anh ráng mà xài sao cho khéo á. Tôi không phải cái khâu bạc đâu à nha. Em không phải khâu bạc, nhưng mà tí má em thiếu gì tiền. Anh nói bậy bạ gì vậy? Làm sao mà tôi dám lấy tiền của cha má tôi chứ. Đến một ngày nào đó tự khắc em sẽ mần được thôi. Hả? Ừ. Nó làm gì vậy? Phụng! Phụng à! Phụng! Phụng! Má! Con suy nghĩ chuyện chi mà má kêu con mấy lần con không nghe vậy? Có chuyện chi đâu má. Có phải là dạo này Cốt gặp chuyện chi phải không? Tôi thấy Cốt ốm đi nhiều rồi đó. Mừng gì mà có chuyện đó. Thật ra dạo này tôi không muốn ăn nhiều. Tôi muốn người tôi nhẹ đi hơn thôi. Không có chuyện chi hết á. Con à, con có chuyện chi á thì con thổ lộ cho má với chị hai đây biết. Để con biết đường mà giúp con. Con xin phép nha má. Ừ. Con chắc chắn là cô Út đang gặp chuyện chi đó khó xử, mà tại không có muốn nói ra thôi đó má.